Không biết mọi người có thích ăn món ốc bu nướng tiêu không? Cũng lâu lắm rồi mình mới ăn lại món này á. Mà trước giờ toàn đi ra quán ăn thôi, còn đây là lần đầu tiên mình tự làm tại nhà nè. Mọi người bắt tay vào cùng làm với Ni nha. Mình chuẩn bị 1 ký ốc bu đen, ngâm với ớt khoảng 4 đến 5 giờ nha mọi người. Ốc sau khi ngâm xong mình sẽ rửa sạch lại với nước. Mình chỉ cần chà rửa với nước như vậy là được rồi nè mọi người. Hôm nay là món này ăn, tự dưng Ni nhớ lại khoảng thời gian mình còn sinh viên. Ni có đi làm thêm ở trong một cái quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm cụt. Tuy là quán nhỏ khá sụp sệ nhưng mà đồ ăn làm rất là ngon. Rửa ốc xong, bây giờ mình sẽ cho sả gừng vào một cái nồi. Sau đó mình sẽ cho ốc vào. Sả gừng thì mình sẽ đập dập nha mọi người. Ni còn nhớ ngày nào đi làm, anh nhân viên đứng bếp cũng nướng cho vài con ốc tiêu như vậy nè. Mình phủ lá chanh lên bề mặt và nấu khoảng 10 phút. Và thì cho một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh tương ớt, một muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước lọc, nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê tiêu xay, một muỗng cà phê ớt bột và tiêu xanh. Tiêu xanh thì mình thích ăn bao nhiêu mình bỏ bao nhiêu nha mọi người. Khuấy đều cho hỗn hợp sốt hòa quyện vào nhau. Mình thấy sốt như vậy là vừa rồi á mọi người. Bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Cho tỏi và hành tím băm vào chảo, phi cho thơm. Nhớ lại thời tuổi trẻ, cái gì nó cũng đơn giản hết á mọi người, nhưng mà thật sự rất là ý nghĩa, rất là vui. Ni vẫn còn nhớ như in cái hương vị ốc nướng tiêu mà anh bếp nướng cho mình ăn. Cái sốt nó đậm đà và thơm ngon lắm mọi người. Đúng là thời tuổi trẻ, cái gì cũng có thể là kỷ niệm được hết. Hành tỏi đã phi vàng thơm, bây giờ mình sẽ cho vào hỗn hợp sốt. Làm xong chén sốt thì ốc của mình cũng đã chín. Giờ mình sẽ đi nhóm lửa để nướng bếp than nha mọi người. Nướng nồi chiên không dầu thì mình sẽ canh 150 độ và trong vòng 3 phút. Nhưng mà mình thấy ốc nướng tiêu ngon nhất là nướng bằng bếp than á mọi người. Nướng trên bếp than thì mình cũng canh tầm khoảng 3 đến 5 phút á mọi người. Đừng để lửa cháy áp quá sẽ bị nổ văng nha mọi người. Cho ốc lên bếp than, mình sẽ rưới sốt lên và nướng nhanh. Mọi người thấy món ốc nướng tiêu này có dễ làm không nè? Nếu mọi người muốn ăn mặn hơn thì có thể chấm thêm nước mắm chua ngọt nha. Công thức nước chấm mình có hướng dẫn trong video Ni hấp xả á mọi người. Mọi người xem lại video đó giúp Ni nha. Còn đối với Ni, Ni cảm thấy vừa ăn rồi cho nên Ni không cần dùng thêm nước chấm. Cũng mấy năm rồi Ni mới ăn lại món ốc nướng tiêu này á mọi người. Cảm giác ăn rất là ngon và rất là hạnh phúc luôn á. À mọi người nhớ canh Shopee sale ngày 25 tháng 4, click vào link bio trên TikTok của Ni để xem các sản phẩm mà Ni sử dụng nha. Không biết ốc bu này ngoài nướng tiêu ra còn làm món gì ngon nữa. Nếu mọi người biết làm món gì ngon thì có thể chỉ cho Ni với nha. Ni có lập thêm kênh TikTok thứ hai, mọi người có thể follow và giao lưu ở bên đó nhé.